hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua. Thời gian vừa rồi thì chị có được chị Thúy Hạnh và cũng như rất là nhiều các bậc phụ huynh khác giới thiệu một cái sản phẩm cực kỳ hữu ích, đó là cốm trí não G-Brain. Cái sản phẩm này thì cực kỳ dễ sử dụng, mỗi một ngày thì chỉ có 2 gói thôi. Và nó là những cái gói nhỏ tiện dụng, cho nên là mình có thể cho con mang đi học này hay đi chơi, đi du lịch rất là thuận lợi. Sumo thì thấy cái vị của cái cốm này như thế nào con? Con thấy thế nào? Con thấy rất là ngon. Ngon đúng không? Và nó thì giúp Sumo làm gì nhỉ? Nó giúp con học tốt hơn. Ừ đúng rồi, tại vì đây là cái sản phẩm mà tăng cường cái khả năng ghi nhớ cho bạn ấy. Đây này, mọi người có thể thấy là cái gói nhỏ như thế này thôi mang theo trong cái ba lô của Sumo rất là tiện, và bạn ấy cũng có thể tự pha được khi mà đến trường học. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, các bố mẹ thì chỉ cần dùng cái gói nhỏ này pha vào một chút với nước, đúng rồi, một chút nước lọc như thế này thôi. Vị của nó rất là ngon và dễ uống. Thực ra là trước khi mà chị sử dụng cho con sản phẩm gì là bao giờ chị cũng dùng trước. Ừ, và cái sản phẩm này thì khi mà chị sử dụng thì chị thấy nó rất là ngon và dễ uống. Bạn Sumo thì cứ hôm nào mà chưa uống là còn nhắc mẹ cơ. Nó như là một cái thức uống giải khát cho con vì cái vị của nó ngon đúng, đúng không con? Đúng rồi, có lần thì hai mẹ con còn cho thêm đá này. Màu sắc cũng bắt mắt. Ừ, và nó rất là thơm. Thực ra là cái thơm này là không phải thơm kiểu hương liệu đâu. Cái thơm, vị thơm rất là tự nhiên. Rồi bây giờ Sumo... cho cô nghe cảm nhận của con về loại cốm này xem nào. Đây là cái sản phẩm đấy. Bạn ấy rất là thích. Và thực tế là ở cái độ tuổi của Sumo ấy thì cũng hơi khó để có thể ép bạn ấy những cái thứ mà bạn ấy không hợp tác ấy. Chính xác. Ừ, cho nên là với cái sản phẩm này, thứ nhất là nó ngon, nó dễ uống, và thứ hai là khi mà hai mẹ con dùng trong một khoảng thời gian dài ấy, thì thấy được cái hiệu quả của nó. Đây là cái sản phẩm mà có cái thành phần rất là lành tính. Nó gồm có tảo spirulina nhập khẩu từ Hoa Kỳ này. Đây là một cái loại thực phẩm tự nhiên rất là tốt cho sức khỏe, và cũng là tốt cho cả sắc đẹp nữa. Chắc là nếu như mà các mẹ mà thăm gọi là tìm hiểu nhiều thì cũng biết. Ngoài ra thì đây là sản phẩm còn chứa cái chiết xuất từ quả óc chó này, rất là giàu omega 3, còn có vitamin B1, B6, rồi bổ sung DHA và rất là nhiều những cái thành phần khác có chiết xuất từ tự nhiên để hỗ trợ cho cái trí não của con, và ngoài ra còn tăng cường cái sức đề kháng cho con nữa. Thì cái sản phẩm này thì còn có cái chứng nhận từ FDA Hoa Kỳ, thì đây là một cái tổ chức mà có thể đảm bảo được cái mức độ lành tính cũng như an toàn của sản phẩm để mình có thể thoải mái và tự tin dùng cho con em ạ. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.